Có lẽ niềm khát khao không chỉ cho riêng những người con xa xứ, mà còn cho toàn dân, con dân nước Việt, mong ước một nền hòa bình thật sự trên quê hương. Chúng ta hãy cùng nhau trải lòng qua nhạc phẩm Xin Cho Tôi, một nhạc sĩ, tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, qua tiếng hát Minh Như. Xin cho tôi nguyên vẹn.